mình tốn tiền nhưng mà mình tốn cả thời gian tâm huyết để đầu tư vào cho mình một sản phẩm mà mình ưng ý nhất, thích nhất. Một combo về thời trang đồ da handmade theo yêu cầu từ chất liệu da thuộc da của nhà thuộc da nổi tiếng trên thế giới, kỹ thuật handmade cao cấp chuyên nghiệp của Kỳ Lân Luxury, từ logo vương miện biểu trưng của sự cao quý sang trọng bằng vàng nguyên khối AU750 và những viên kim cương hột xoàn tự nhiên tuyển chọn trong logo, từ kích thước chiếc túi, từ kích thước cái ví, từ công năng sử dụng của cái ví và từ công năng sử dụng của chiếc túi đều theo yêu cầu của khách hàng. Bởi vì Kỳ Lân là đơn vị chuyên handmade những sản phẩm mang đậm phong cách cá nhân của quý khách, cá nhân hóa sản phẩm theo yêu cầu, đặc biệt là tạo ra những sản phẩm độc bản theo từng yêu cầu của từng vị khách hàng, tạo nên sự riêng tư, tạo nên sự cá tính, tạo nên sự nét riêng của từng quý khách. Ví dụ như bây giờ trong chúng ta, những người có tiền họ sẽ mua những sản phẩm có sẵn của những thương hiệu thì rất đơn giản, và trong đó rất nhiều người cũng sẽ sở hữu được, và đặc biệt là những hàng mà nó trôi nổi giống nhau, không có chuẩn như nhau vẫn rất nhiều, nên là sự đụng hàng, sự khó phân biệt tạo thành một cái sự chơi nó kém bớt phần thú vị. Vì vậy cái thú chơi về đồ handmade theo yêu cầu, tích tâm cá nhân hóa, tạo ra những sản phẩm mang tính chất riêng tư, tạo ra những sản phẩm độc bản đang trở nên dần rất phổ biến và được quý khách chọn lựa. Bởi vì mình tốn tiền nhưng mà mình tốn cả thời gian tâm huyết để đầu tư vào cho mình một sản phẩm mà mình ưng ý nhất, thích nhất. Bởi vì trong tất cả chúng ta ai cũng vậy, cuộc đời cuộc sống này là sở thích và cảm xúc. Thích thì sẽ đến với nhau được, cảm xúc thì sẽ thăng hoa được. Vì vậy những sản phẩm này mình đầu tư, mình sở hữu là để mình phục vụ sở thích và phục vụ cảm xúc. Đây là một bộ túi xách cho nữ và ví cho nam mà một vị khách hàng đã đặt tặng cho vợ chồng của một người bạn thân. Chị khách này đặt và yêu cầu Kỳ Lân cực kỳ kỹ, mà nói chung là không yêu cầu kỹ thì Kỳ Lân cũng phải cực kỳ kỹ, bởi vì vốn dĩ Kỳ Lân là tiêu chí về sản phẩm cao cấp phải đủ điều kiện của Kỳ Lân thì Kỳ Lân mới thực hiện. Có nghĩa là đủ điều kiện là phải tỉ mỉ, tinh tế, hoàn hảo thì Kỳ Lân mới thực hiện và nghiệm thu rồi mới đến bàn giao, chứ không phải là cứ làm ra là bàn giao. Mà đối với sản phẩm cao cấp phải đủ tiêu chí của Kỳ Lân, khi làm ra xong tất cả sản phẩm phải chuẩn chỉ và tinh tế hoàn mỹ nhất. Khi mà chị đặt á, là chị không phải là muốn đặt một sản phẩm có để tặng, mà chị rất là tỉ mỉ, tinh tế, phải quan sát được, phải biết được, phải hiểu ý được người mà chị tặng muốn gì. Từ màu sắc da, màu nâu này là chị đặc biệt chọn theo sở thích của hai người đó luôn. Màu da này, con da này là chủ động chọn, đặc biệt chọn đúng theo cái sở thích của cái người bạn, anh chị đó mà chị ấy tặng á. Vì chơi với bạn, hiểu được ý của bạn, hiểu được sở thích của bạn. Và cái kiểu dáng cũng là chọn thay luôn. Từ công năng sử dụng cũng là chọn thay luôn. Có nghĩa là chị đã, khi chị tặng một sản phẩm, không phải là một cái trị tiền, mà tình cảm chị đặt vào cái bộ sản phẩm này để tặng cho anh chị, bạn của chị, thì đó là một cái sự chân tình và một sự chân thành, đó là tình bạn với nhau. Không phải cứ ra mua đại một món đồ tặng là ý nghĩa đâu, mà ở đây khi mà Kỳ Lân thực hiện cái bộ combo này, từ túi với ví, túi thì cho chị, ví cho anh, mà Kỳ Lân phải lắng nghe từng chi tiết yêu cầu của chị, là phải màu sắc làm sao, cái ngăn làm sao, cái khoảng cách làm sao, cái độ rộng sao, chiều cao sao, và cái quay sắc làm sao. Em phải làm đúng cho chị, bởi vì chị biết chắc chắn là chị thích như vậy. Và cái màu sắc này, màu da này cũng vậy, màu này là chị bạn chị cực kỳ thích, nên em làm cái ví của anh cũng vậy. Vì khi mà chị bạn chị thích, chắc chắn anh cũng sẽ thích màu này, và chị cũng đã quan sát và để ý rồi, anh cũng thích màu này luôn, nên em làm một cặp cùng con da cho chị. Nếu nhiều khách muốn có những bộ sản phẩm độc bản, những cái cá nhân hóa mang đậm phong cách của mình và tạo ra những sự riêng tư, thì Lân sẽ đủ đảm bảo điều kiện là hoàn mỹ nhất, hoàn hảo nhất để mà phục vụ cho tất cả chúng ta. Từ kích thước và từ độ cao, từ độ rộng, từ cái cách mà mở cái túi này ra cũng theo yêu cầu của những vị khách hàng hết. Và từ cái ví này cũng vậy, bao nhiêu ngăn, ngăn đựng gì, và da trong là dây gì, da ngoài là dây gì thì cũng là theo yêu cầu của những vị khách hàng hết. Kỳ Lân là đơn vị chuyên về những sản phẩm cao cấp xa xỉ, về những sản phẩm tỉ mỉ tinh tế, những sản phẩm sang trọng, đẳng cấp và thượng lưu, đặc biệt là tạo ra những sản phẩm độc bản cho tất cả quý khách, tạo nên sự riêng tư. Hãy liên hệ với Kỳ Lân Luxury để chọn những con da, những màu da, những vân da theo sở thích của mình, và những màu da phong thủy mình thích và những màu da mình thích nhất. Sau đó cùng với Kỳ Lân tạo ra những ý tưởng, những thiết kế, và Kỳ Lân sẽ là người hoàn thiện một cách tỉ mỉ, tinh tế nhất để mà bàn giao đến với tất cả quý khách. Một lần nữa Kỳ Lân xin trân trọng cảm ơn tất cả quý khách đã quan tâm đồng hành cùng Kỳ Lân, và Kỳ Lân chúc tất cả quý khách thật nhiều niềm vui, thật nhiều sức khỏe và luôn thành công đồng hành cùng Kỳ Lân Luxury trong những dòng sản phẩm sang trọng, đẳng cấp và thượng lưu.